Chào mọi người, hôm nay thì là mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan rồi là ký túc xá mới năm 2 của mình nha, ở TCU. Ok. Ok, xin chào mọi người, đây là phòng của mình. Đây, mình sẽ bảo các bạn cái nút rồi ở đây. Mình sẽ đi vào. Thì đây là căn phòng của mình á, buộc cái máy giặt phòng mà. Thì căn phòng của mình á thì khác với năm nhất rất là nhiều. Năm hai là mình sẽ ở trong một cái căn hộ. Thì căn hộ cũng như thế. Thì đây là có cái chỗ gọi là living room. Đây là chỗ bếp. Bếp thì nó cũng có đầy đủ cái kiểu là tủ lạnh nè, ngăn đông nè, microwave, bếp và có cả máy rửa chén nữa. Rồi đó, nói chung là những cái gì đầy đủ của những cái ngôi nhà Mỹ bình thường. Thì đây là cái cờ của thằng bạn mình ở từ Mexico, từ Salvador. Thì căn phòng này thì được chia đại, căn hộ này có 4 phòng. Thì mỗi phòng thì gồm có là một phòng ngủ với một phòng tắm và một phòng gọi là closet, là thay đồ đó. Thì đây là cái cánh bên này. Cánh bên này là phòng này của thằng bạn mình đang ở đây. Đấy. Đây là thì có hai loại phòng. Thì là phòng thứ nhất á là phòng có phòng tắm bên trong phòng luôn. Đây là phòng này. Đây. Phòng tắm bên trong phòng luôn. Nói chung là cũng rất là lớn. Rất là xịn. Phòng thứ hai á là phòng có phòng tắm nhưng mà ở bên ngoài phòng. Đây phòng tắm ở bên ngoài phòng. Phòng này bạn mình chưa chuyển vào. Đây. Thì nó cũng có một cái bất tiện là khi mà mình ví dụ mình có tổ chức party hay cái gì đó thì là nó sẽ đi vô đây thì nó đi vệ sinh rất là khổ. Mặc dù có cái cửa này nè, cái cửa này sẽ đóng cái khoang này lại, nhưng mà nó không khóa được, em cũng không chịu được đâu. Đây thì đó, đây là cái phòng của mình. Thì phòng của mình hôm qua mình cũng mới dọn dẹp xong. Đây closet của mình đây này, đồ dơ này, bàn biết cái kiểu. Nói chung thì mình cảm giác là rất là xịn sò này. Rồi, có cả đồ ở dưới nữa đó. Nói chung thì mình cảm giác thì năm 2 thì mình có một cái không gian riêng nó rất là tốt. Tuy nhiên là mình nếu mà bảo là mình quay lại cái thời năm nhất mà mình ở chung với ba bốn thằng ở trong một cái phòng thì mình cũng không ngại, bởi vì mình cảm giác nó rất là thân mật với nhau. Mà thôi giờ năm 2 rồi mình cũng có không gian riêng, nói chung là cũng tốt hơn rồi. Đây. Nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn thích thì hãy ủng hộ nha. Alright, peace out.